Thưa quý vị, với mục tiêu nuôi dưỡng, tạo thói quen tốt cho các em nhỏ và hội viên phụ nữ trong việc tái chế, sử dụng rác thải bảo vệ môi trường, với thông điệp một việc làm nhỏ bảo vệ môi trường xanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp vừa tổ chức Ngày hội bé khéo tay và phiên chợ xanh lần 2 năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đổi rác lấy quà, làm tranh môi trường từ vật dụng tái chế hay thử thách với các trò chơi trí tuệ đã giúp mùa hè của các em nhỏ tại quận Gò Vấp trở nên sôi nổi và ý nghĩa hơn khi được tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. Con tham gia trồng cây xanh ở trường, tham gia những hoạt động ở trên phường. Hoạt động này có ý nghĩa lan tỏa những thông điệp bảo vệ môi trường. Không chỉ tạo sân chơi cho trẻ em, ngày hội còn là dịp để các thành viên trong mỗi gia đình hội viên phụ nữ cùng tham gia, tạo sự gắn kết và cùng nhau hành động vì môi trường. Chương trình này rất có ý nghĩa để cho chúng ta biết được giữ môi trường xanh sạch đẹp. Gia đình tôi thì tôi dạy con cái thì giữ môi trường sạch đẹp, phân loại các chất thải, tham gia trồng cây xanh, tưới cây. Thông qua các cái hoạt động hè thì hội cũng muốn là lan tỏa cái nội dung về bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi để các em ý thức được là về cái vấn đề bảo vệ môi trường và cùng với lại các cái hội viên phụ nữ lan tỏa cái nội dung này không những trong cái hệ thống hội mà lan tỏa xuống ở địa bàn dân cư. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp cũng thường xuyên phát động các phong trào mỗi gia đình hội viên phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp và thân thiện tại địa bàn sinh sống, lồng ghép các buổi tuyên truyền tại các buổi họp, sinh hoạt hội để dần thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đến từng người dân.